xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé cảm ơn mọi người sau khi dịp quảng quản thông cáo thông qua group các bạn chung những người ở độc lập châu bên kia tự nhiên cũng nhìn thấy người thứ nhất phát hiện là bắt đẩu bắt đẩu trợn to hai mắt trời má Phong tỷ và Tu La chủ đăng ký kết hôn tại Hoa Quốc rồi. Đây là tốc độ tên lửa sao? Cũng quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão, tam trưởng lão và cả thất tinh quay sang nhìn bắt đầu. Đại trưởng lão, cái gì, cái gì? Minh chủ và Tu La chủ đăng ký kết hôn rồi hả? Tam trưởng lão, thật hay giả? Minh chủ lại sẽ có thể kết hôn. Phó Minh Hy nhảy chồng hỗn lên, lao qua níu lấy cổ áo bắt đẩu. Cậu nói bậy nói bạ cái gì? Chuyện này là không thể nào. Với tính tình của Minh Chủ, coi như là thích tu la chủ, cũng tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng hắn. Bắt đầu hất tay ra, cậu có nói với tôi cũng vô dụng thôi, cậu đi mà nhìn đi. Có trong group bạn chung của phong tỷ thì biết thôi. Dĩ nhiên, cá nhân tôi khuyên cậu không nên xem vẫn tốt hơn. Làm sao Phó Minh Hy có thể không xem, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tự mình nhấn vào group bạn bè của Diệp Quảng Quảng, sau đó, thấy được dòng trạng thái ngập mùi thức ăn cho chó kia của nàng. Hình giấy đăng ký kết hôn màu đỏ hồng, và cả hình tự chụp chung của hai người. Trong hình, cái gương mặt điên đảo chúng sinh kia của Tu La chủ đương nhiên không cần nhiều lời, Minh chủ nhà bọn họ thì đang nở một nụ cười sáng rỡ. Phó Minh Hy vẫn luôn biết Minh chủ nhà mình rất đẹp, nhưng lần đầu tiên lại nhận ra còn có thể đẹp đến như vậy. Nụ cười ấm áp mà rực rỡ kia, quả thật là giống như thiên sứ với đôi cánh trắng lộng lẫy. Tiếp đó, Phó Minh Hy chú ý tới dòng trạng thái mà Minh chủ mình đăng lên. Em đã đi nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh đẹp, sơn hà biển rộng, phồn hoa như gấm, đều không bằng ở bên cạnh anh. Bắt đầu thấy Phó Minh Hy sắc mặt trắng bệch. Lão đảo muốn ngã, bất đắc dĩ nói, đã bảo cậu không nên xem rồi mà thức ăn cho chó này ai mà nuốt trôi được tôi đã sắp nghẹn muốn chết rồi phó minh hy nắm chặt điện thoại di động không có khả năng chuyện này là không thể nào rõ ràng minh chủ nói tâm nguyện của cô ấy là tinh thần đại hải bắt đầu theo bản năng mà ráp vào câu tiếp theo phó minh hy trừng hắn là hậu cung ba ngàn bắt đầu hình như chính là lời phong tỷ của chúng ta từng nói đại trưởng lão và tam trưởng lão cũng phụ họa gật đầu đại trưởng lão than thở cho nên nói vẫn là tu la chủ đại nhân có biện pháp mà tam trưởng lão còn không phải sao lại có bản lĩnh để cho minh chủ chúng ta từ bỏ hậu cung ba ngàn tự nguyện nhảy vào phần mộ hôn nhân phó minh hy nghe mấy người bàn luận tức đến sắc mặt biến thành màu đen bắt đầu vỗ bả vai của phó minh hy một cái trấn an nói tiểu minh hy hẳn là trái tim cậu nát tan rồi đi dòng trạng thái này của phong tỷ chúng ta chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu có ý gì sao phó minh hy lạnh mặt có ý gì bắt đầu nói đầy ý vị thâm trường sơn hà biển rộng phồn hoa như gấm đều không bằng ở bên cạnh anh đây không phải là ý tứ hương hoa dại không thơm bằng hoa nhà sao rất rõ ràng là phong tỷ đang nói với cậu hiện tại tỷ ấy chỉ thích một đóa hoa trong nhà này, hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài, đã không còn có thể lọt vào mắt xanh của tỷ ấy nữa rồi. Phó Minh Hy nghe xong, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, trực tiếp gào khóc lên, vừa khóc còn vừa không cam lòng, không đúng. Minh chủ chỉ đăng lên giấy đăng ký kết hôn ở Hoa Quốc, cũng không phải là ở Độc Lập Châu. Không sai. Giấy đăng ký ở Hoa Quốc làm sao có thể đại biểu được gì chứ? Phó Minh Hy vừa dứt lời, liền thấy ngón tay của bắt đầu lướt một cái sau đó mở miệng nói ồ phong tỷ lại đăng thêm một dòng trạng thái giống nhau như đúc ui không đúng lần này dường như có thêm một tấm ảnh a à, hình như là giấy đăng ký kết hôn tại độc lập châu phó minh hy dòng trạng thái đầu tiên diệt quảng quản tất cả mọi người trong danh sách bạn bè đều có thể thấy dòng thứ hai chỉ có những bạn bè ở độc lập châu mới có thể nhìn thấy sau khi Diệp Quảng Quảng đăng xong, tư dạ hàng cũng vô cùng phối hợp đăng hai dòng trạng thái. Phối với dòng tin của Diệp Quảng Quảng, anh đăng, phồn hoa là em, cảnh đẹp là em, sơn hà biển rộng cũng là em, em là cả thế giới của anh. Nếu như nói dòng tin tình tứ của Diệp Quảng Quảng khiến không ít người chua đến e răng, vậy thì dòng tin trong nhóm này của tư dạ hàng. Không sai biệt lắm suýt chút nữa làm tất cả các bạn chung rớt hết cả con ngươi ra ngoài những người khác không dám nói lời nào, Giang Ly hận thì lại trực tiếp bắt đầu comment ở dưới dòng trạng thái, ói hỏng bét, mẹ nó. Mắt chó của tôi. Tôi đã tạo cái nghiệp gì mà phải nhìn thấy dòng trạng thái này vậy hả? Những lời này có thể nói là đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tạ Thiên Xuyên một bộ biểu tình thế sự vô thường, thật không nghĩ tới, bọn họ lại có thể thật sự kết hôn. Giang Ly hận biểu môi một cái, bọn họ đây là chuẩn bị kết hôn tại Hoa Quốc. Nói chung là tôi sẽ không đi đâu. Tạ Thiên Xuyên, không biết nữa. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên gần như cùng lúc đó bị tét tên trong group. Người tét bọn họ là Diệp Quảng Quảng, những người bị tét tên không chỉ có bọn họ, còn có cả rất nhiều đại lão và thành viên các môn phái tại Độc Lập Châu. Sau khi tét xong tất cả mọi người, Diệp Quảng Quảng trực tiếp tất cả, hơn nữa, nàng còn cố ý chú thích toàn bộ các tầng thân phận của mình. Sau khi quái động độc lập châu mấy lần, trên căn bản tất cả các công lê của nàng đều đã bị phơi bày ra ánh sáng, cho nên đã hoàn toàn không cần thiết phải che che giấu giấu. Bao gồm cả thân phận ở Hoa Quốc bên kia. Cũng đã không cần thiết phải ẩn nút. Cho nên, giờ phút này Diệp Quảng Quảng chú thích chính là Diệp Quảng Quảng Diệp Bạch Bạch Phong Nhiếp Vô Ưu Dịch Vân Mạc. Diệp Quảng quản Diệp Bạch Bạch Phong Nhiếp Vô Ưu Dịch Vân Mạc, Tháng này tôi và Bảo Bảo nhà tôi kết hôn, mọi người tới hoa quốc uống rượu mừng nha. Nhớ đến gửi tiền mừng, không có hiện kim cũng không sao, trực tiếp chuyển vào tài khoản tôi cũng được, hi hi. Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên, Thẩm Thiên Trần. Chú thích tên bắt mắt này của Diệp quản quản thật sự là khiến cho người ta trố mắt nhẹn họng. Về phần câu đòi tiền mừng kia cũng không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời các vị đại lão lại có thể không biết có nên đăng comment ói hỏng bét hay không, vì vậy Lâm vào yên lặng quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Giang Ly Hận trước tiên ló đầu ra. Giang Ly Hận, tôi nhổ vào. Hôm lễ cô xa như vậy, ai đâu rảnh rỗi thật xa chạy tới chứ. Đây không phải là vừa mất tiền, vừa tự tìm ngược sao? Giang Ly Hận comment, lần nữa đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Diệp quản quản diệp bạch bạch phong nhiếp vô ưu dịch vân mạc. Ồ, vậy à, vậy cũng không sao. Nếu như mọi người không tiện tới. Cùng lắm thì tối ở tại Độc Lập Châu lại cử hành hôn lễ 12 lần thôi. Mỗi cái thân phận của tôi và Bảo Bảo đều có thể dùng để cử hành một lần. Tôi tính một chút nhé, có khả năng chỉ tổ chức 12 lần cũng chưa đủ. Giang Ly hận kinh ngạc đến ngay người, mẹ nó. Cô con mẹ nó đùa tôi à. Tôi chỉ nghe qua biểu diễn lưu động, vẫn là lần đầu tiên nghe nói hôn lễ lưu động đấy. Tư dạ hàng. Anh còn không quản vợ mình một chút. Tư dạ hàng, 12 lần không quá thích hợp. Giang Ly hận, đúng vậy. Quả thật là một ý nghĩ hảo huyền. Tư dạ hàng, nên làm cho chẳng một chút. Giang Ly hận, chẳng. Tư dạ hàng, 100 lần. Tất cả các đại lão. Giang Ly hận, anh con mẹ nó là muốn dựa vào kết hôn làm giàu, lật đổ thẩm gia sao? Diệp quảng quản diệp bạch bạch phong nhiếp vô ưu dịch vân mạc, ôi ôi, bảo bảo anh thật là quá cơ trí. Tại sao em lại không nghĩ tới con đường phát tài tốt như thế cơ chứ? Giang Ly hận. Giang Ly hận, tôi sai rồi. Tôi đi Hoa Quốc. Tôi lập tức mua vé máy bay đi Hoa Quốc. Cầu bỏ qua cho. Cuối cùng một đám người dĩ nhiên là ngoan ngoãn gửi lời chúc mừng trong group, hơn nữa còn tha thiết khuyên nhủ không cần phải tổ chức nhiều lần phiền toái như vậy. Bọn họ nhất định sẽ đi đến Hoa Quốc tham gia hôn lễ, hơn nữa còn mang theo tiền mừng. Tiếp đó chính là đủ loại chuẩn bị cho hôn lễ. Dịp Quảng Quảng từ biệt thự Kim Đô Bích Hải ở Hoa Quốc xuất giá, áo cưới ngày kết hôn đã chọn hai bộ, một bộ áo dài màu đỏ, một bộ áo cưới màu trắng. Phù dâu là Giang Yên Nhiên, Thu Thủy hải đường, Medusa, phù rễ bên kia là Lâm Quyết, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên, Tạ Chiết Chi. Diệp Quảng Quảng sẽ xuất giá từ biệt thự Kim Đô Bích Hải. Sáng sớm mấy cô phù dâu liền theo Diệp Quảng Quảng bắt đầu trang điểm. Sau đó, rất nhanh đã đến thời gian trước dâu. Ngoài phòng truyền tới âm thanh náo nhiệt. Thu Thủy nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khục, tiểu phong, mời những tên ở độc lập châu kia đến Hoa Quốc, thật sự không có vấn đề gì sao. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, có vấn đề gì? Thu Thủy bất đắc dĩ nói, xin can tiểu phong. Những người này, bất kỳ người nào đều có võ thuật cao như vậy, tùy tiện người nào đặt ở Hoa Quốc đều có thể quậy đến tung trời. Nhiều người như vậy ở chung một chỗ, nếu như ồn ào ai sẽ đè ép được. Diệp Quảng Quảng lầu bầu, hẳn là sẽ không chứ. Một bên, Hải Đường cười nói, chỉ sợ hôm nay Tu La Chủ sẽ không dễ dàng vào cửa như vậy. Medusa nháy mắt một cái, đùa cợt nói, tiểu sư muội nhà chúng ta tự nhiên là không phải dễ cưới như vậy. Đây cũng là một loại khảo nghiệm nha. Đúng rồi, có phải là Hoa Quốc còn có tập tục muốn giấu giày cô dâu hay không? Giang yên nhiên vội trả lời, đúng vậy, tôi đang suy nghĩ nên giấu chỗ nào cho bí mật đây. Lúc này, hải đường xấu xa mở miệng cười, tôi có biện pháp, bảo đảm đám người chú rể bên kia tuyệt đối không tìm được tôi đã đặt dây khóa cột lại. Giang yên nhiên tò mò hỏi, cô định đặt ở đâu? Hải đường đem váy vẫy một cái, cột trên đùi tôi. Tôi con mẹ nó xem ai có thể tìm được. Thu thủy cười nghiêng ngã, ha 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 cô cũng quá âm hiểm đi. Một chiếc khác giao cho tôi, tôi cột. Giang yên nhiên ở bên cạnh quả thật là nhìn đến mặt đầy suy xoa, chuyện này. Ai có thể tìm được cơ chứ? Diệp quảng quảng xạ mặt nhìn hai cô nàng phù dâu nhà mình nói thẳng đi hai người các người có phải căn bản là muốn tôi không gả đi được đúng hay không cùng lúc đó ngoài cửa chính biệt thự đoàn xe rước dâu của tư dạ hàng đã đến tư dạ hàng mặc một thân âu phục đặt mây riêng nơi ngực cắm hoa chú rể đôi chân thon dài từ bên trong xe tất bước xuống trong nháy mắt ngay khi chàng trai xuống xe xuất hiện tại nơi cửa Tất cả mọi người ở đối diện đứng xem đều theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Trời má! Hôm nay tu la chủ đẹp đến mức nghịch thiên rồi. Thực sự là điên đảo chúng sinh mà chật chật. Khó trách minh chủ chúng ta bị ăn đến xếp sao như vậy. Xin tỉnh táo. Đừng quên chính sự của chúng ta. Đúng đúng đúng, hôm nay chúng ta đang có nhiệm vụ trọng yếu trên người. Vì vậy, một đám người quả quyết ngăn ở trước cửa. Bên cạnh tư dạ hàng, Lâm Khuyết nhìn một đám người đông nghịch vây lấy cửa kia, nuốt nước miếng, cửu ca, không hiểu sao tôi lại có một loại dự cảm chẳng lành. Sự thật chứng minh, dự cảm của Lâm Khuyết cũng là tương đối đúng. Sau khi tư dạ hàng mang đội phù rể của anh từ trên xe bước xuống, đối mặt chính là Diệp mộ phàm, muốn kết hôn em gái tôi, trước qua ải này của tôi. Cung hút khí thế hung hăng mang theo đám người lạc thần, hàng thiên vũ, phí dương, giang yên nhiên sở phong muốn kết hôn diệp ca của tôi trước tiên cần phải qua ải này của chúng tôi bắt đầu mang theo đám người thất tinh phó minh hy đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão muốn thành thân cùng minh chủ nhà tôi trước qua ải này của chúng tôi thẩm thiên trần dẫn theo một đám cao thủ lính đánh thuê mướn tới muốn kết hôn nữ thần vô ưu của tôi trước đánh thắng người của tôi lại nói dịch linh quân mặt đầy mỉm cười ai chà dù sao tôi chỉ có một cô con gái bảo bối như vậy, muốn kết hôn con gái tôi, vẫn phải tiếp nhận một chút khảo nghiệm. Tư Dạ Hàng Tạ Chiếc Chi nhìn chằm chầm gương mặt càng lúc càng đen lại của Tư Dạ Hàng, cười khẽ một tiếng, a à cửu, thân phận của vợ cậu có phải là hơi nhiều hay không? Khóe miệng gian ly hận co rúng lại, chẳng qua chỉ hơi nhiều. Độ khó kết hôn lần này của cậu ta, phỏng chừng phải gấp trăm lần người khác. Tôi đã gây nên nghiệp gì mà lại đồng ý làm phù rể cho cậu? Tạ Thiên Xuyên than thở. Làm sao bây giờ? Đối phương người đông thế mạnh, có cảm giác không đánh lại. Trong phòng, Diệp Quảng Quảng đang nằm ở khe cửa nhìn lén quả thật là trợn mắt há mồm. Tôi nhổ vào. Có lầm hay không vậy? Con mẹ nó đây là thành tâm gây chuyện đấy. Vạn vạn không ngờ tới, nguyên lai like công lê quá nhiều sẽ tạo nên tình huống nghiệp chướng như vậy. Tư dạ hàng nhìn một đám phía trước này, trên mặt cuối cùng cũng bình lặng lại. Cửu ca. Thế này cũng quá đáng rồi đi. Tôi thấy căn bản là bọn họ không muốn để cho anh và cửu tẩu kết hôn đấy. Lâm quyết lầm bầm, kiểu này ai mà chịu nổi chứ. Vậy, có phải là không cần chuẩn bị tiền mừng nữa hay không? Giang ly hận khẽ cười một tiếng. Giang ly hận vừa dứt lời bỗng cảm nhận được một ánh mắt cũng không tính là thân thiện cho lắm của tư dạ hàng. Giang Ly hận cười ha hả, đồ thôi, tiền mừng nhất định là phải gửi. Tôi nói này, hiện tại việc cần thiết trước mắt, hẳn là chúng ta làm thế nào mới có thể an toàn hộ giá, đem chú rể đưa vào nhà. Lâm Khuyết nhìn về phía đám người Giang Ly hận nói. Đưa vào sao? Làm sao mà đưa? Nhiều người đang giữ cửa như vậy, tôi thấy là rất khó nếu như không được, hay là chúng ta đánh vào đi. Cậu lên đi, chúng tôi ở phía sau cổ vũ cho cậu. Ngay tại thời điểm đoàn người tư dạ hàng bị cản. Đột nhiên một người từ trong nhà đi ra. Chỉ thấy nhiếp vô danh trực tiếp xuyên qua đám người cản trước cửa kia, sau đó đi tới chỗ tư dạ hàng. Hôm nay ai muốn cản em rể tôi, trước qua ải này của tôi. Thấy nhiếp vô danh lại có thể đi về phía tư dạ hàng bên kia, mọi người nhất thời trợn to hai mắt mẹ nó nhiếp vô danh hắn có ý gì vậy hả thẩm thiên trần thấy vậy la hét ầm lên này này nhiếp vô danh anh làm vậy có thấy sai sai không hả anh là bên đằng gái nhà tân nương hẳn là nên đứng ở bên tân nương mới đúng chứ tư dạ hàng nhìn thấy anh rể khẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi đại ca nhiếp vô danh nghe vậy nhất thời vui vẻ ra mặt em rể cứ yên tâm có anh ở đây, hôm nay không ai ngăn cản được. Một bên, Lâm Khuyết, Tạ Chiết Chi, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên. Khó trách bình tĩnh như thế, thì ra là có tay trong rồi. Lâm Khuyết chật chật chắc lưỡi, cửu ca, vẫn là anh lợi hại. Nhiếp vô danh dứt tiếng, đám người giữ cửa nhất thời không vui, còn không ngăn được. Chỉ có mấy người bọn họ, như thế vẫn chưa đủ nhét kẻ răng có được không? Được nha, nếu có bản lãnh thì cứ thử một chút đi hôm nay để cho các người tiến vào dễ dàng như vậy tên của tôi viết ngược lại dịp mộ phàm cười lạnh một tiếng không sai muốn đi vào không dễ dàng như vậy bắt đầu luôn miệng phụ họa ai cũng đừng hòng đi vào bên phía tư dạ hàng lâm khuyết nhất thời nổi nóng tôi bực rồi nha nhiều người thì ghê gớm lắm đúng không không phục thì chiến tôi cũng không tin chúng ta không thể đưa chú rể vào trong. Lâm Khuyết vừa dứt tiếng, nhiếp vô danh lường Lâm Khuyết một cái, tại sao phải đánh nhau? Lâm Khuyết mặt đầy mộng bức, không đánh nhau làm sao vào trong? Anh cho rằng là bọn họ sẽ để cho chúng ta qua dễ dàng như vậy sao, suy nghĩ nhiều. Nhiếp vô danh than khẽ, có từng nghe tới một câu nói. Nói cái gì? Lâm Khuyết hỏi theo bản năng. Nhiếp vô danh cũng không trả lời Lâm Khuyết, mà nhanh chân đi về phía trước, thần sắc lạnh lùng, đưa tay vào trong ngực. Anh ta muốn làm gì? Không phải là muốn móc súng chứ? Không đến nổi, không đến nổi. Lâm quyết sợ hết hồn, nhiếp vô danh hùng hổ như vậy, còn không phải là muốn tìm người ta liều mạng sao? Giờ phút này, nhiếp vô danh đi tới bên cạnh đám người dịp mộ phàm và bắt đẩu, đảo mắt nhìn mọi người một vòng. Chợt, ở dưới con mắt mọi người, nhiếp vô danh lấy ra một chồng bao tiền lì xì, cười hì hì, các vị, cho tại hạ chút thể diện nho nhỏ. Bắt đầu đem bao tiền lì xì mở ra. Sau khi nhìn thấy những đồng tiền lẻ 2 tệ và 5 tệ, tương đương khoảng 6.500 đồng và 16.500 đồng. Trong bao tiền lì xì, khóe miệng hơi co rúng lại. Khuôn mặt cung hút có chút vặn vẹo, dịp mộ phàm thì mặt đầy mộng bức. Thế này, thế này con mẹ nó, cũng quá xem thường người khác đi. Nhiều bao tiền lì xì như thế, mệnh giá lớn nhất chỉ là tiền giấy 5 tệ, nhỏ nhất chính là một đồng tệ. Hơn nữa, tiền giấy 1 tệ chiếm 90% trở lên. Nhiều bao tiền lì xì như vậy, tổng số tiền bên trong cộng lại sợ rằng cũng chưa tới 200 tệ. Anh, đang nghiêm túc sao? Diệp mộ phàm nắm tờ tiền giấy 1 tệ trong tay. Theo bản năng bật thốt lên. Số tiền này coi như tiền mua đường, cho chút thể diện, nhiếp vô danh khẽ cười nói, cho cái rắm chứ cho. dù gì cũng phải có chút thành ý, không nói nhiều, một bao tiền lì xì ít nhất phải một trăm tệ. anh đưa có một đồng tiền lẻ, còn bảo chúng tôi cho anh chút mặt mũi. diệp mộ phàm cảm thấy ngực như lửa đốt, cái tên này, con mẹ nó là anh ruột sao, một trăm tệ. chân mày nhiếp vô danh khẽ nhíu lại, một bao tiền lì xì một trăm. Nhiều bao tiền lì xì vậy biết bao nhiêu tiền. Sao các người không đi cướp luôn cho nhanh? Lâm khuyết. Giang ly hận. Tư dạ hàng. Mọi người tại đây. Con bà nó, Spongebob. Spongebob là cái gì? Bỗng nhiên, bắt đầu trận mắt há mồm hướng về phía trước nhìn lại. Đúng như dự đoán, một con Spongebob to đùng đang đi thẳng về phía này. Hễ. Lâm Khuyết nhìn chầm chầm Spongebob chạy tới bên cạnh mình, đây là cái quỷ gì? Ai vậy? Giang Ly hận hiếu kỳ hỏi. Tại sao ở nơi này, sẽ có người mặc đồ thú nhồi bông Spongebob chạy tới? Tôi? Một âm thanh cũng không có tình cảm gì từ bên trong Spongebob truyền ra. Nghe được âm thanh cực kỳ đặc thù này, thân thể Lâm Khuyết nhất thời rung lên. Đây là âm thanh của cẩu tạp chủng. Dịch huynh sao anh lại mặc đồ này chạy tới? Giang Ly hận có chút không cách nào hiểu được. Làm sao lại tạo hình kiểu này vậy hả? Ừm. Tôi đi đến dự hôn lễ. Dịch Thủy Hàn nói. Nhưng mà. Hẳn là hôn lễ còn chưa được cử hành cơ mà. Khóe miệng lâm khuyết khẽ co giật. Tôi đi hơi sớm. Dịch Thủy Hàn nói. Hay nói cách khác. Anh bị nhầm thời gian. Từng. Dịch thủy hàng đáp. Mọi người tại đây. Nơi dịp quảng quảng và tư dạ hàng kết hôn là một công viên chủ đề hoạt hình, anim. Hôm nay được bọn họ bao toàn bộ, thành viên tham gia hôn lễ, vào trong cần mặc quần áo thú nhồi bông chủ đề hoạt hình. Xem ra là dịch thủy hàng lầm thời gian, đã sớm tới nơi tổ chức hôn lễ. Hơn nữa còn mặc quần áo thú nhồi bông. Vậy tại sao anh không cởi ra đi? Giang Ly hận hỏi. Spongebob trầm tư chốc lát, chợt đáp, phiền toái. Giang ly hận. Đúng là thật phiền toái. Cậu tử, cậu tới thật đúng lúc, nhanh giải quyết những người này, bọn họ không cho vào. Nhiếp vô danh hướng về Spongebob, hô. Chỉ bằng một tên Spongebob. Coi như là dịch thủy hàng, mặc quần áo thú nhồi bông lớn như vậy, chúng ta cũng không sợ. Nhìn tôi làm gì? anh có bản lĩnh thì cứ mặc quần áo thú nhồi bông kia tới đánh chúng tôi đi bắt đầu cười lạnh một tiếng lúc này đại trưởng lão tam trưởng lão và cả đám người thất tinh hết sức ăn ý hướng về phía sau lui lại mấy bước chừa lại một mình bắt đầu cô độc đứng phía trước bắt đầu đều đứng yên đó cho tôi muốn ngăn cản đúng không hôm nay ai dám ngăn cản lão nương kết hôn tôi cắn chết hắn bỗng nhiên đúng lúc này Diệp Quảng Quảng ăn mặc áo cưới sách váy lao vọt ra. Mẹ nhà nó. Còn có kiểu tân nương tự mình lao ra. Diệp Mộ Phàm hoàn toàn bối rối, nội dung cốt truyện này có chút không phù hợp rồi. Ôi chao, khảo nghiệm khó đi nữa cũng không chống nổi trái tim nao nứt muốn gả đi. Dịch Linh Quân lắc đầu một cái. Cô gái giống như một phần mặt trời nhỏ, cứ như vậy trực tiếp chạy như bay đến phương hướng của chàng trai, chiếu sáng cả thế giới nơi đáy mắt của anh trong mắt của tư dạ hàng tràn đầy sắc màu ấm cực kỳ ôn nhu. Bất quá, thời điểm ánh mắt liếc xéo xuống đôi chân trần của cô gái, nhất thời nhíu mày lại, làm sao không mang giày. Nói xong vội cúi người đem cô gái bế lên. Tiếp đó, sau lưng truyền tới tiếng thở hỗn hển của hải đường và thu thủy, trong tay của mỗi người xách theo một chiếc giày. Thu thủy, mẹ nó. Làm sao cô dâu lại có thể chạy ra ngoài chứ? Có người làm cô dâu kiểu vậy sao? hải đường, làm sao lại không ra bài theo lẽ thường vậy hả? Cái gì mà ra bài theo lẽ thường, tôi còn muốn kết hôn có được hay không? Biết tôi khó khăn biết giường nào mới lừa được anh ấy, à nhầm, mới có thể gả cho bảo bảo nhà tôi không? Diệp Quảng Quảng bị tư dạ hàng ôm vào trong ngực, vẫn không quên chỉ huy, ngớ ra đó làm gì? Còn không nhanh nhường đường. Vâng, thưa. Phong tỷ Bắt đầu vội vàng lăn một vòng tránh ra khỏi thảm đỏ. Hùng hút nhìn thấy việc quảng quảng xuất hiện cũng lập tức lúng túng đầy đau khổ sách giỏ hoa hồng rải hoa cho nàng thẩm thiên trần và một đám lính đánh thuê cũng vậy yếu ớt rút về phía sau cho nên cuối cùng bởi vì cô dâu tự mình ra mặt tư dạ hàng thành công tiến vào phòng cưới sau khi hoàn thành một số nghi thức thành thân mọi người liền đi tới nơi tổ chức hôn lễ hôm nay hôm nay có người kết hôn ở bên trong bỗng nhiên Công bê bốt, dịch thủy hàng nói. Làm sao có thể, không phải là chúng ta bao trọn rồi sao? Diệp mộ phàm thần sắc cổ quái. Không biết nữa. Dịch thủy hàng trả lời. Sau khi đến nơi, nhân viên phụ trách tiếp đãi liền vội vàng ra đón. Xảy ra chuyện gì? Không phải là chúng tôi bao trọn gói, sao còn có người kết hôn ở bên trong? Cung hút hết sức bất mãn. Nghe tiếng, người phụ trách toát hết cả mồ hôi lạnh khắp người. Lai lịch đám người trước mắt này, trong lòng của hắn hoàn toàn hiểu rõ, đúng là bao trọn gói toàn bộ không sai. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Hôm nay cũng có một nhân vật viết kết hôn. Lai lịch người ta cũng rất lớn, cũng không ai dám trêu chọc. Thật xin lỗi, quả thực vô cùng xin lỗi. Chúng tôi đúng là không có cách nào. Hay là như vậy đi, hôm nay chúng tôi miễn phí toàn bộ chi phí xem thử có thể tổ chức tạm như vậy được hay không. Người phụ trách nói. Miễn phí. Tôi thiếu chút tiền miễn phí đó của ông hả? Diệp mộ phàm nhất thời nổi giận. Đây căn bản không phải là chuyện tiền bạc. Khoan đã, cho tôi hỏi chút, miễn phí là tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Nhiếp vô danh nhất thời tiến lên phía trước hỏi. Sau khi biết được giá cả, nhiếp vô danh nhìn về phía đám người diệp mộ phàm, sân bãi lớn như vậy, 20 cặp kết hôn cũng đủ, kiểu cách như thế làm cái gì? Dịp Mộ phàm. Sao mình lại bị trách rồi? Một lát nữa, nhớ chuyển toàn bộ tiền hoàn lại vào tài khoản của tôi, anh thấy có được không? Nhiếp Vô Danh nhìn người phụ trách khẽ cười nói. Được được được, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Người phụ trách gật đầu liên tục. Nhanh nhanh tiến vào sân thôi. Nhiếp Vô Danh vung tay lên, nghiễm nhiên bày ra bộ dáng đại ca giang hồ dẫn theo 500 anh em. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể đi theo nhiếp vô danh tiếng vào nơi tổ chức hôn lễ. Hơn nữa tuân theo yêu cầu, toàn bộ đều mặc quần áo thú nhồi bông. Nguyên bản, quần áo thú nhồi bông vốn đầy đủ, chỉ bởi vì có một nhóm người khác chiếm dụng, số quần áo còn lại đã không đủ số lượng rồi. Con ngươi dịp quảng quảng khẽ đảo. Những khách khác cũng không yêu cầu bắt buộc, nhưng phải buộc toàn thể mọi thành viên độc lập châu mặc quần áo thú nhồi bông vào nếu như bọn họ tại sân tổ chức hôn lễ có ý đồ xấu quậy phá gì mặc cái này vào ít nhất có thể hạn chế một chút chật chật nàng thật sự là quá cơ trí đây quả thực là biện pháp tốt phong ấn sức mạnh của bọn họ chính vì quảng quảng cũng trang điểm kiểu cô bé quàng khăn đỏ tư dạ hàng thì mặc đồ lão sói xám cứ như vậy đại đội thú nhồi bông mênh mông cuồn cuộn tiến vào bên trong lâu đài. Nhưng mà, mới vừa tiến vào lâu đài, mọi người liền bắt đầu choáng váng. Chỉ thấy bên trong lâu đài đầy ắp cả người, dường như có người kết hôn ở bên trong. Chú rể là một chú, mèo ga phiêu, tân nương là thiếu nữ mặc đồ công chúa, tướng mạo cực đẹp. Trừ chú rể mèo ga phiêu và tân nương công chúa ra, tất cả thành viên tham gia hôn lễ đều mặc quần áo thú nhồi bông. Có chuột mít cây. Việc đô -Nan và nhiều thứ quỷ gì đó nhận không ra. Hả, Spongebob lại là ngươi? Lại tới quấy rối. Việc đô nhìn nhìn chầm chầm Spongebob, dịch thủy hàng, tức miệng mắng to. Dịp quảng quảng mặt đầy mộng bức, xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi. Dịch thủy hàng nhớ lộn thời gian, trước một bước đến nơi này. Tôi đoán là, làm náo loạn hôn lễ người ta. Lâm khuyết tiến tới bên cạnh dịp quảng quảng, giải thích. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng không khỏi che mặt, nàng đã tạo cái nghiệp gì vậy trời? Sớm biết vậy không để Đường Đường mời hắn tới. Bất quá, chuyện này không trách chúng ta được. Vốn chính là chúng ta bao trọn gói, bọn họ lại chen chân vào làm gì? Gấu Beriet Giang Ly hận nói. Đây vốn chính là chúng ta bao trọn gói, các người mặc giày mày dạng chen vào, không đánh các người cũng là không tệ rồi. Gấu Bramber bắt đầu hừ lạnh một tiếng sao? Đánh chúng ta. Chú rể, mèo ga phiêu, truyền ra một tiếng cười lạnh. Không phục à. Không phục ngươi kìm nén cho ta. Nếu không phải hôm nay là hôn lễ, lão tử đã một quyền đánh chết ngươi. Gấu Bramber quát lớn. Diệp Quảng Quảng có chút cạn lời. Lời nói này không sai, nhưng bọn họ cũng không có trả lấy một phân tiền. Không phải người phụ trách đã nói rồi sao, toàn bộ tiền đều hoàn lại cho nhiếp vô danh. Bây giờ có nói lý, cũng là bọn họ đang dùng sân khấu của người khác. Hừng, vốn là một ngày tốt lành, thật khiến cho người ta khó chịu. Chú rể, mèo Garfield, vừa dứt lời, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người dịp quảng quảng, con mèo Garfield đã dùng một tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đi tới bên cạnh, gấu Bramber, bắt đầu, Thậm chí cũng không cho bắt đầu thời gian phản ứng, trong nháy mắt đã bị mèo Garfield đánh bay ra ngoài. Cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Mèo Garfield nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Diệp Quảng Quảng vội vàng nói. Hôm nay là ngày vui của nàng có được không? Có thể nhịn một chút được hay không? Đã tới lúc nào rồi mà còn muốn đánh nhau. Ồ, tôi nhớ ra cô rồi, có phải là lúc trước gặp tại KFC không? mèo ga phiêu nhìn chầm chầm Diệp quảng quảng hỏi. Nghe tiếng, dịp quảng quảng sững sờ. Thời điểm lúc trước khi nàng trở về Hoa Quốc, mang theo đám người thất tinh, bắt đẩu và tam trưởng lão, đúng là từng đi ăn ở KFC một lần. Dịp quảng quảng chợt nhớ tới, anh chàng đẹp trai, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tướng mạo còn đẹp hơn cả nữ nhân kia. Nhớ mang máng, bên cạnh anh ta dường như còn có một cô gái, Cô ấy gọi anh ta là đại thần gì gì đó. Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta! Lão tử liều mạng với ngươi. Gấu Bramber bắt đầu trong nháy mắt vọt tới, vung quyền đánh thẳng về phía mèo Garfield. Nhưng mà, một giây kế tiếp, gấu Bramber lần nữa bị mèo Garfield tung một chiêu đánh bay ra ngoài. Đều ngớ ra đó làm gì? Giúp tôi đánh hắn đi. Gấu Bramber bắt đầu hô. Nghe tiếng một đám cao thủ không sợ minh mặc quần áo thú nhồi bông hướng về mèo ga vọt tới nhưng mà khiến diệp quảng quảng vô cùng ngạc nhiên chính là một đám cao thủ không sợ minh bao gồm mấy vị trưởng lão ở bên trong lại ngay cả tiếp cận mèo ga còn không được nhiều nhất mấy hơi thở đồng loạt bị đánh bay ra ngoài người đàn ông này làm sao lại mạnh như vậy không sợ minh nhiều cao thủ như vậy ở trước mặt hắn đều biến thành hổ giấy Ê, tên Spongebob kia, mau nhanh quay lại đây nhận lấy cái chết. Mèo Garfield hướng về Spongebob, dịch thủy hàng ngoắc ngoắc ngón tay. Khiêu khích cẩu tạp chủng. Thấy vậy, mọi người không khỏi cười lạnh, người này sợ là chưa từng chết. Mèo Garfield vừa dứt tiếng, Spongebob lập tức tiến lên. Chỉ thấy mèo Garfield và Spongebob giao đấu với nhau. Chợt, đám người bên phía mèo Garfield, việc Donan và chuột Mickey cũng tiến lên đánh với bắt đẩu và giang ly hận. Nói ra có chút mất mặt, một đám rất nhiều cao thủ mặc quần áo thú nhồi bông ôm lấy nhau đánh nhau tại chỗ, có người mất thăng bằng té ngã trên đất, vừa lăn cù cù trên mặt đất vừa đánh. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Quảng Quảng dở khóc dở cười. Chủ yếu là bọn họ mặc đồ thú nhồi bông kiểu này, đánh nhau như thế quá mức tức cười. Vì vậy Diệp Quảng Quảng không hề có chút tức giận nào. Đánh nhau kiểu này, đây rõ ràng là đang tấu hài đi. Quỳnh. Một tiếng vang thật lớn, khiến cho Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt hồi phục lại tinh thần. Ở dưới ánh mắt khó tin của Diệp Quảng Quảng, chỉ thấy sông bê bốt dịch thủy hàng miễn cưỡng lùi lại phía sau mấy bước. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới nay, Diệp Quảng Quảng nhìn thấy dịch thủy hàng ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cậu tử, cậu thế này là không được nha. Patrick Spagnet vô danh chỉ vào dịch thủy hàng cười nói. Ồ, nói như thể ngươi được lắm đấy. Mèo Garfield, Patrista, nhíp vô danh một cái, chợt dùng cái móng mèo mềm nhũng kia đánh về phía Patrista. Khi dễ ta không có tay. Sau khi nhíp vô danh lui về phía sau mấy bước, dường như cũng đã ôm một bụng tức. Diệp quảng quảng định thần nhìn lại, còn không phải sao. Cái bộ quần áo thú nhồi bông Patrista này quả thực không có bàn tay, chính là một con sao biển màu hồng. Ta đụng chết ngươi. Patricia dùng đầu hung hăng hút lấy mèo Garfield. Nhưng mà, mèo Garfield lại bắt lấy đầu của Patricia nhiếp vô danh. Thấy vậy, Spongebob nhanh chóng tiến lên, đem mèo Garfield đánh lui hết mấy bước. Chợt, chỉ thấy Spongebob dịch thủy hàng, Patricia nhiếp vô danh, và cả mèo Garfield, ba người đánh nhau loạn xà ngầu cùng một chỗ. Đệt! Cậu tử, cậu đánh nhầm vào tôi rồi. Patricia quát lên. Tôi không thấy rõ. Sông bốt dịch thủy hàng nói. Đánh cái đầu của mèo Garfield kìa. Úi! Cậu đánh đầu tôi làm gì? Đầu của hắn lớn, đầu của tôi nhỏ. Cậu mù à? Ôi, ta quá béo rồi. Mèo Garfield nói. Tôi không có tay. Patricia nhiếp vô danh nói. Tôi không thấy rõ xông bốt dịch thủy hàng mở miệng. Nhiếp vô danh và dịch thủy hàng cùng mèo ga xoay mòng mòng đánh nhau nửa ngày, ngươi đấm ngực ta, ta đã đá đáy quần ngươi, đánh cả buổi cũng không phân ra thắng bại. Ngược lại, gấu Bramber bắt đầu và việc Donan đánh càng kịch liệt. Đại sư Huynh, nhanh tới giúp tôi, phe con gấu này nhiều người. Việc Donan hướng về chuột mít cây kêu gọi. Tôi đeo kính không tiện lắm chuột mít cây, vô tình cự tuyệt, việc đô nan. Đại sư Huynh, nhị sư Huynh, cho xin đi. Đừng có đánh nhau mà, hôm nay là ngày vui. Pikachu hô. Pikachu vừa nói chuyện là một cô gái, âm thanh vô cùng êm tai. Tiểu sư muội, phóng điện, giật chết con gấu này cho sư Huynh. Việc đô nan hô. Pikachu, anh con mẹ nó thật sự cho rằng tôi có thể phóng điện 100.000 vôn có đúng hay không? đám thú nhồi bông ở đây. Bầy thú nhồi bông độc lập châu vạn vạn không ngờ tới, ở tại Hoa Quốc này lại còn có người có thực lực mạnh mẽ như thế. Nhất là cái con mèo Garfield đó, quả thật là không cách nào hình dung được, lại có thể khiến cho SpongeBob và Patrick Star đồng loạt ra tay. Mẹ, con sợ, đầu của gấu Bri bị việc Donan đánh rớt. Rất nhanh, một con Pikachu phiên bản mini nắm lấy cái đuôi của Pikachu khiếp sợ nói. Pikachu nhìn thấy Pikachu nhỏ bị hù dọa, nhất thời phát hỏa. Nghe tiếng, Pikachu vuốt ve đầu Pika nhỏ, sau đó khí tụ đang điền, hướng về phía mèo Garfield gầm lên giận dữ nói, đừng đánh nữa, đánh nữa thì anh khỏi kết hôn luôn đi. Pikachu vừa dứt tiếng, mèo Garfield nhất thời sững sờ. Trong khoảnh khắc sững sờ này, liền bị Spongebob bắt được lỗ tai, bị Patrick bắt được cái mũi. Này này! Ngày hôm nay ta phải kết hôn, không muốn đánh nhau. Các ngươi tới làm gì? Mèo Garfield nói. Em gái ta kết hôn. Patrick nhiếp vô danh nói. Mẹ của đồ đệ ta kết hôn. Spongebob dịch thủy hàng nói. Một con thú nhồi bông mặc đồ, củ cải đi tới trước mặt hai con Pikachu một lớn một nhỏ, mở miệng nói với mọi người, đều là hiểu lầm, xin các vị dừng tay tất cả dừng tay, đừng đánh nữa. Diệp Quảng Quảng cũng lập tức quát lên. Lúc này, mọi người không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Cái con gấu chết bầm. Việc Donan nhìn chầm chầm gấu Bramber mắng. Con vịt chết tiệt. Gấu Bramber bắt đầu không cam lòng yếu thế. Việc Donan. Con vịt. Nghe ngồ ngộ. Làm sao có cảm giác thật giống như hắn bị thua thiệt. Sau khi mọi người dừng lại, lúc này Diệp Quảng Quảng mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là Dịch Thủy Hàng đi nhầm đám cưới, cho rằng Tân Nương mặc đồ công chúa là mình, Mèo Ga Phiêu là Tư Dạ Hàng. Kết quả, ở chỗ này ăn chùa uống chùa không nói, còn quấy rối hôn lễ vốn sẽ nhanh kết thúc của người ta, làm quy trình loạn lên, không thể làm gì khác hơn là làm lại một lần. Xin lỗi, hết sức xin lỗi. Vốn ban đầu là chúng tôi bao sân. Son Bebot cho rằng nơi này chỉ có người nhà chúng tôi. Hải đường hướng về Pikachu nói: Không có việc gì, đều là hiểu lầm. Chúng tôi cũng có chỗ không đúng, các người mau đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Pikachu nói: Này, tên không tay, còn có tên mù kia, đừng có để ta lại thấy các ngươi. Mèo Garfield nói: Tên không tay, nhiếp vô danh cái tên mập chết bầm đừng có để cho ta gặp lại ngươi gặp một lần liền đánh một lần tên mù dịch thủy hàn đúng vậy sau khi đại chiến thú nhồi bông kết thúc cuối cùng mọi người cũng quay lại lâu đài làm việc của mình mới vừa vào lâu đài một đoạn nhạc sôi động trong nháy mắt vang lên bé tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô bé đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử nhà ngoại ở tại nơi vừa xa vừa vắng vẻ Bé rất lo lắng gần đó có lão sói xám hay không? Lúc mặt trời sắp lặn, bé phải chạy về nhà, bên mẹ tiến vào giấc mộng đẹp ngọt ngào. Bé tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô, bé đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử. Nhà ngoại ở tại nơi vừa xa vừa vắng vẻ. Bé rất lo lắng gần đó có lão sói xám hay không? Mị nó! Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản rốc èn rôn. Lâm khuyết mặt đầy mộng bức làm sao lại nghe quỷ dị như vậy? Trâu bò. Bắt đầu giơ ngón tay cái lên. Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản phong tỷ, có thể không quỷ dị sao? Cô bé quàng khăn đỏ tay vác đại đao, chân đạp xe mô to, không đeo chai rượu mạnh, cực kỳ hợp lý. Trời má, màn mở đầu quỷ khóc thần sầu. Khi, thật ra thì cũng không nhầm nhò gì, trong hôn lễ của mèo Garfield để ca khúc chủ đề là nhạc KFC mọi người không nghe thấy sao? Mọi người tại đây. Cha, mẹ, chúc hai người tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp. Một con sói xám nhồi bông nhỏ, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Quảng Quảng và Tư Dạ Hàng, nũng nịu mở miệng nói. Lúc này, Diệp Quảng Quảng vuốt ve đầu của sói xám nhỏ, một tay ôm cậu bé vào trong ngực. Cảm ơn bảo bối, mẹ yêu con nhất trên đời. sau đó đường đường liền có thể vinh quang nói nhóc đã tham gia hôn lễ của cha và mẹ nhóc rồi diệp mộ phàm cười ha hả sau khi cười xong diệp mộ phàm lại có chút muốn khóc nếu như hắn dám có bầu trước khi lập gia đình cha mẹ đã sớm đem hắn đánh gãy chân kết quả sau khi biết được con của quảng quảng đều đã lớn như vậy cha mẹ lại có thể không mắng lấy một câu lại còn mừng đến chảy nước mắt khắp chốn mừng vui rất nhanh bản nhạc tróc en rung cô bé quàng khăn đỏ kết thúc khúc nhạc hôn lễ trang nghiêm vang lên diệp quảng quảng và tư dạ hàng thay áo cưới và lễ phục tay trong tay đi lên sân khấu đón nhận lời chúc phúc của mọi người hôn lễ đi vào phần kết khi hôn lễ sắp kết thúc hải đường đi về phía diệp quảng quảng vô ưu có một đồ vật đã đến lúc lấy ra giao cho cô nghe tiếng diệp quảng quảng thoáng sững sờ thứ gì Hải Đường lấy ra một chiếc USB, đưa cho Diệp Quảng Quảng, hôn lễ của cô, còn cần một người chúc phúc. Ai? Diệp Quảng Quảng hỏi. Kỹ tu nhiễm. Hải Đường trả lời. Kỹ tu nhiễm. Diệp Quảng Quảng lẩm bẩm trong miệng. Người đàn ông ấy, đến ngày hôm nay, vẫn không hề xuất hiện. Lúc này, Diệp Quảng Quảng và Tư Dạ Hàng hai mắt nhìn nhau, chợt Tư Dạ Hàng vuốt ve mái tóc của cô gái sau đó nhận lấy USB bắt đầu phát. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, màn ảnh lớn phía sau sáng lên. Người đàn ông nọ thật giống như ngồi ở trong một kho hàng nào đó, người mặc áo sơ mi màu trắng, trên mặt mang theo một nụ cười tươi như gió xuân, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ liếc một cái, Diệp Quảng Quảng liền nhận ra, đây là ở trên hòn đảo nhỏ nhốt mọi người lúc trước. Quảng Quảng, chào em, em gái của anh. Nghe được xưng hô của kỹ tu nhiễm đối với mình, Diệp Quảng Quảng có chút ngạc nhiên. Kỹ tu nhiễm luôn luôn gọi mình là vô ưu, tại sao lại gọi là nàng Quảng Quảng? Đại khái là anh đã sớm đoán mình sẽ cử hành hôn lễ ở Hoa Quốc Trăng. Diệp Quảng Quảng tiếp tục nghe hết. Khóe miệng kỹ tu nhiễm khẽ nở nụ cười, nếu như anh đoán không lầm, hôm nay hẳn là ngày em kết hôn phải không? Nói xong câu này, chàng trai hướng về phía ống kính, lại trầm mặt rất lâu chúc mừng em, đã có thể tìm được bến đổ thật sự của mình. Anh cũng tin tưởng, một nửa kia của em, nhất định có thể bảo bọc em một đời, che chở em một đời. Một lát sau, chàng trai tiếp tục cười nói. Thật xin lỗi, cũng thật đáng tiếc, có khả năng anh không có cách nào tự mình hiện thân đến tham dự hôn lễ của em. Bất quá cũng còn tốt, nơi này có một ít thiết bị, có thể giúp anh lưu lại một vài thứ, để cho anh gửi lời chúc phúc đến đám cưới của em về phần anh cũng không cần vì anh mà lo âu thật ra thì rất lâu trước đây anh đã có người trong lòng của riêng mình anh vốn muốn cho cô ấy một đời vô ưu chỉ tiếc gánh nặng anh mang theo quá nhiều nửa đời trước đã không cách nào làm được lời hứa hẹn của mình bất quá anh đã hiểu rõ nửa đời sau anh sẽ trở lại bên cạnh cô ấy không rời không bỏ đến chết cũng không đổi hiện tại hẳn là anh đã rời khỏi độc lập châu ở bên cô ấy. Cô ấy thích thanh thanh thản thản. Không tranh quyền thế, đây cũng cuộc sống mà anh hy vọng có được. Tư dạ hàng, có vài thứ có được không dễ dàng. Hy vọng cậu có thể biết quý trọng. Nếu như có một ngày cậu dám phụ em gái tôi, nhất định tôi sẽ nghiền xương cốt cậu thành cho. Quảng quảng, nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào, cũng phải luôn cười tươi nhé. Không hẹn gặp lại. Dưới khán đài hải đường khe khẽ thở dài. Cuối cùng, kỹ tu nhiễm vẫn không cách nào buông xuống một tia chấp niệm sao chót ở trong lòng kia. Nếu không, ở trong đoạn video chúc phút này, tại sao lại sẽ gọi cô ấy là oãn oãn, mà không phải là vô ưu? Đến cuối cùng, vẫn không cách nào gọi được cô dâu của người khác một tiếng. Vô ưu Độc lập châu, phương Bắc, nơi ít dấu chân người. Thiếu niên một thân áo trắng như tuyết, mái tóc dài đen như mực tùy ý để dài tới bên hông. Thoạt nhìn, thật giống như một vị trích tiên từ trong bức họa đi ra. Thiếu gia, chiến trường phương Nam truyền tới tin tức. Rất nhanh, một thanh niên hướng về thiếu niên đi tới. Từng. Trong mắt thiếu niên không chút dao động nào, khóe miệng nở rộ một nụ cười. Tại chiến trường phương Nam, kỹ gia, thu hoạch toàn thắng. Thanh niên nhìn thiếu niên chầm chầm. Mặt đầy vẻ chấn động hắn không cách nào tưởng tượng được, thiếu niên ở trước mắt, ở một cái tuổi như thế này, có thể bày mưu lập kế, tính toán thần sầu, khiến cho hai thế lực cường địch của kỹ gia bị đánh đến xoay quanh. Nhất là kế ly gián sau cùng, có thể nói là hoàng mỹ. Nếu như không có thiếu niên này, chiến sự của kỹ gia, sợ rằng ít nhất cũng còn phải kéo dài thêm hai năm. Vị thiếu niên này, là con trai trưởng của kỹ gia độc lập châu, gọi là kỹ tu nhiễm. Thanh niên khó có thể tưởng tượng, chính mình khi còn ở tại độ tuổi này của kỹ tu nhiễm, căn bản chưa dứt sữa, không rành thế sự. Nhưng mà, kỹ tu nhiễm lại là một đẳng cấp khác, có trí tuệ cực cao, bụng dạ cực thâm sâu, thân thủ và mưu lược đều đã đạt tới đỉnh cao hoàng mỹ. Ở trong mắt thanh niên, thiếu niên này, gần như thần. Thiếu gia, trưởng nam chu gia, xử trí như thế nào? Thanh niên xoay người, quan sát sơ qua chiếc trương to đằng sau. Dết kỷ tu nhiễm lạnh nhạt ra lệnh nghe tiếng thanh niên sửng sốt một chút kỷ gia có hai tử địch lớn chu gia và đồng gia bây giờ bên trong chiếc trương này chính là trưởng nam chu gia mà kỷ tu nhiễm mới vừa bắt được tuy nói kỷ gia đạt được thắng lợi tại chiến trường phương nam không sai nhưng nếu như giờ phút này giết trưởng nam chu gia chỉ sợ kỷ gia sẽ nên đón phản công mãnh liệt của chu gia đến lúc đó để cho đồng gia ngồi ngư ông đắc lợi mất nhiều hơn được. Thiếu gia, giết thật sao? Thanh niên có chút không xác định, hỏi lại. Thiếu niên mặt không cảm xúc, tôi dùng thân phận A Minh thuê lính đánh thuê đồng gia, giúp tôi hộ tống vật này, đường đi là về hướng Tây Bắc, lính đánh thuê đồng gia sẽ không hoài nghi. Thiếu gia, đây là có ý gì? Thanh niên không hiểu. Chu gia chiến bại trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ bố trí phần lớn tai mắt tiến vào hướng Tây Bắc. Nếu như Chu gia từ chỗ đám lính đánh thuê đồng gia, phát hiện con trai trưởng nhà mình đã chết đi, thì sẽ làm thế nào? Thiếu niên lạnh nhạt nói. Kỷ tu nhiễm vừa dứt tiếng, thanh niên nhất thời rùng mình một cái. Vậy thì Chu gia và đồng gia sẽ không chết không thôi. Cho dù đồng gia muốn giải thích, có kế ly gián trước đó của kỷ tu nhiễm, Chu gia cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ cho rằng là đồng gia giết trưởng nam nhà bọn họ. Hơn nữa, khoảng thời gian này, kỹ gia đều ở tại chiến trường phương bắc căn bản không có thời gian rút ra động thủ với trưởng nam chu gia bọn họ a minh giờ phút này kỹ tu nhiễm nhìn về phía một người đàn ông trung niên ông lưu lại chỗ này đem cái rương này giao cho lính đánh thuê đồng gia ông nghe rõ nhớ kỹ ông phải cố ý bị tai mắt của chu gia thám thính được đợi thời cơ chín mùi ông có thế tự rời đi kỹ tu nhiễm nói đã hiểu người đàn ông trung niên đáp lời. Giờ phút này, thanh niên rốt cuộc biết được mục đích của thiếu gia nhà mình. Cái vị tên A Minh này, chính là một vị quản sự của đồng gia, bị kỹ tu nhiễm mua chuột. Trước đây thanh niên còn đang nghi ngờ, kỹ tu nhiễm mua chuột người của đồng gia để làm gì. A Minh tại đồng gia không có địa vị gì. Chẳng qua chỉ là quản sự bình thường mà thôi. Theo thanh niên, hoàn toàn không cần thiết mua chuột thứ người như vậy thanh niên tùy tiện giải quyết cái tên trưởng nam chu gia vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê trong chiếc trương sau đó lưu lại a minh và cái trương chính mình thì lại đi theo thiếu niên rời đi thiếu gia cao tay nửa đường thanh niên giơ ngón tay cái lên đối với kỹ tu nhiễm a minh là tiểu quản sự đồng gia không có bất cứ nghiệp vụ nào liên quan tới lính đánh thuê nếu như bị tai mắt chu gia phát hiện đồng gia thật sự không thể giải thích rõ ràng thu mua A à Minh, kỹ tu nhiễm có hai mục đích. Dùng thân phận quản sự tổng bộ của đồng gia để thuê lính đánh thuê chi nhánh đồng gia, lính đánh thuê đồng gia sẽ buông lỏng cảnh giác, sẽ không hoài nghi, lại càng không cậy khóa mở rương kiểm tra để làm gì. Thiếu gia, thật không ngờ, hết thảy những thứ này đều nằm trong kế hoạch của cậu. Như vậy, trước tiên đồng gia sẽ cùng chu gia cá chết lưới rách. Ngày sau, kỹ gia sẽ không lại tiếp tục bị hai nhà này uy hiếp rốt cuộc là cậu đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo từ lúc nào? Thanh niên nhìn chầm chầm thiếu niên vô cùng tuấn tú ở bên cạnh mình, khâm phục vạn phần. Trong lúc ngươi ngủ, thiếu niên lạnh nhạt nói. Thanh niên lúng túng cười một tiếng, chợt lại nghi hoặc hỏi, nhưng mà, thiếu gia, nếu như A Minh trở mặt, vậy phải làm sao bây giờ? Kỷ tu nhiễm nhẹ giọng nói, một nhà già trẻ của hắn, đều đang ở trong tay ta. Cao tay, Thanh niên giơ ngón tay cái lên, Chu gia và Đồng gia mấy năm nay làm sằng làm bậy tại phương Bắc, chuyện ác không chừa, hai nhà súc sinh đáng chết còn thật sự cho rằng bọn họ vô địch cơ đấy, dám đi đắc tội kỹ gia chúng ta. Thật đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Dứt tiếng, thanh niên bị kỹ tu nhiễm lừa một cái, mới cảm giác lời mình nói có chút vấn đề. Thần sắc có chút lúng túng. Còn không đợi thanh niên giải thích, ở xa xa chợt truyền tới tiếng kêu thảm thiết của một bé gái chân mày thanh niên khẽ nhíu lại, theo bản năng nhìn về phía xa. Cô bé nọ mặc một bộ đồ rộng thùng thình, cả người té ngã trên đất, trong tay còn nắm thật chặt một thanh dao găm. Bên cạnh cô bé, là một gã đàn ông mặc đồ lính đánh thuê. Ngươi là con cái nhà ai, nhìn ngươi cùng lắm 11, 12 tuổi, vì tiền thuê, vì sao phải tới tiền chết. Lính đánh thuê lạnh nhạt nhìn chầm chầm cô bé bị mình đánh ngã ra đất, nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới, ta có thể chừa lại cho ngươi một mạng. Thiếu gia, hình như là lính đánh thuê đào ngũ bị treo giải thưởng. Thanh niên hướng về kỹ tu nhiễm nói. Loại này lính đánh thuê đào ngũ này hết sức phổ biến tại độc lập châu, đều là những kẻ gây nên chuyện ác tày trời sau đó bỏ trốn, bị các thế lực treo tiền thưởng truy nã. A, à, cô bé kia mới bao lớn, tôi thấy là cùng lắm chỉ 11, 12 tuổi thôi, lại có thể đến chỗ lính đánh thuê đào ngũ tìm phiền toái, thật là chán sống mà thanh niên lắc đầu một cái thiếu gia chúng ta nhanh rời đi trước đi ơ ờ, thiếu gia cậu đi đâu vậy thấy kỹ tu nhiễm đi về phía cô bé kia thanh niên vội vàng đuổi theo ồ còn có đồng bọn sao khó trách nhìn thấy một gã thiếu niên chậm rãi đi tới lính đánh thuê đào ngũ liếc nhìn cô bé một cái lạnh lùng nói nghe tiếng cô bé cũng quay sang nhìn thiếu niên nọ trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc chính mình cũng không nhận ra người thiếu niên tướng mạo đẹp mắt này. Nói cho ta biết, ai sai các ngươi tới? Hay là, bị tiền thuê làm đầu óc mê muội? Lính đánh thuê đào ngũ liếc nhìn thiếu niên một cái, âm thanh như hàng băng. Nhưng mà, thiếu niên cũng không để ý tới, chẳng qua chỉ đi đến bên cạnh bé gái, nhẹ nhàng ngồi xuống, một đôi con ngươi sáng rực như sao trời. Cùng với cô bé bốn mắt nhìn nhau. Em, gọi là vô ưu sao? thiếu niên ngữ khí đầy ôn nhu. Làm sao anh biết? Cô bé gật đầu một cái, thần sắc hiếu kỳ. Ba năm trước đây, em và nhiếp gia chủ từng tới nhà anh. Kỷ tu nhiễm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô bé, quên rồi sao? Anh là... Tu nhiễm ca ca. Đôi mắt cô bé trong nháy mắt sáng lên. Đau không? Thiếu niên vuốt nhẹ gò má có chút sưng vù lên của bé gái. Không đau cô bé yên lặng chốc lát chợt lắc đầu một cái mấy người các ngươi thật lòng muốn tìm chết sao lính đánh thuê đào ngũ thấy thiếu niên và bé gái lại dám ở trước mặt mình coi mình như không khí trong lúc nhất thời sát tâm nổi lên ông sòm thiếu niên khẽ nhíu mày từ trong tay cô bé cầm lấy thanh dao găm kia lính đánh thuê đào ngũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì phát sinh chỉ thấy hàng quang lóe lên tốc độ thanh dao găm nhanh như mũi tên rời cung trong nháy mắt liền xuyên qua chỗ trí mạng trên người hắn. Một giây kế tiếp, thân thể gã lính đánh thuê đào ngũ đứng thẳng tắp ngã xuống, sau một hồi co quắp liền không còn động đậy nữa. Đến chết, trên mặt vẫn còn vương lại sự kinh hoàng khó tin. Thứ không có mắt. Thanh niên tung một cước đem thi thể lính đánh thuê đào ngũ đá bay, chợt nhìn về phía bé gái. Mới vừa rồi, thiếu gia nhà mình từng nói, cô bé gọi là vô ưu, nhiếp vô ưu của nhiếp gia. Vô Ưu tiểu thư, làm sao cô lại một thân một mình xuất hiện ở cái địa phương này? Thanh niên có chút không hiểu. Nghe tiếng, cô bé lại yên lặng không nói. Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Hỏi câu hỏi này, có chút thừa thải. Với tính cách ông ngoại của Vô Ưu, nhất định là lão nhân gia người cố ý để cho nhiếp Vô Ưu tới chỗ này rèn luyện tâm tính của cô bé. Có lẽ, hẳn là ông ngoại Vô Ưu đang ở gần đây. Nếu như vô ưu thật sự gặp nguy hiểm gì, nhất định là ông ấy sẽ nhanh chóng hiện thân. Đi thôi. Kỷ Tu Nhiễm nhìn bé gái, nở một nụ cười đầy ôn nhu. Nghe tiếng, sắc mặt cô bé bỗng đỏ lên, chậm chạp không chịu đứng dậy. Khóe mắt Kỷ Tu Nhiễm đảo qua, lại phát hiện trên chân cô bé chỉ còn lại một chiếc giày, một chiếc còn lại hẳn là bị mất trong lúc đánh nhau. Giày, rớt rồi. Sau một hồi, cô bé đỏ mặt nói không có việc gì tới đây vô ưu tiểu thư để tôi cõng cô thanh niên nói với cô bé nhưng mà cô bé cứ ngồi im mãi không có động tác gì đứng lên kỹ tu nhiễm ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng nói lập tức sắc mặt cô bé đỏ hơn hai cánh tay ôm lấy cổ của thiếu niên được thiếu niên cõng đi tu nhiễm ca ca chúng ta đi đâu vậy cô bé hỏi dẫn em về nhà. Kỷ tu nhiễm mỉm cười đáp. Vâng. Cô bé gật đầu một cái. Sau một hồi đi đường, mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh một dòng suối. Đói không? Kỷ tu nhiễm ngồi ở thượng nguồn con suối, dùng nước rửa tay sơ qua, sau đó quay sang hỏi bé gái. Từng, có một chút. Cô bé trả lời. Kỷ duyệt. Lúc này, kỷ tu nhiễm nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Thiếu gia, đây chính là bữa trưa của cậu." Kỷ Duyệt vội la lên. Nghe tiếng, Kỷ Tu Nhiễm khẽ nhíu mày. Thấy vậy, Kỷ Duyệt sợ hết hồn, chỉ có thể đem bữa trưa của Kỷ Tu Nhiễm giao cho cô gái. Là một củ khoai sọ, còn có thịt trâu chín được bọc trong túi chân không. Kỷ Tu Nhiễm cầm lấy củ khoai sọ, lột vỏ, sau đó đưa cho cô bé. "Tu Nhiễm ca ca, anh ăn đi." Cô bé nhìn củ khoai sọ, chảy nước miếng nhìn thấy bộ dáng của cô bé, kỹ tu nhiễm bỗng cười một tiếng, vuốt ve mái đầu nhỏ của cô, không có việc gì, anh không đói bụng, em ăn hết đi, không nên lãng phí. Làm sao có thể không đói bụng? Cả ngày cũng chưa ăn gì rồi. Cách đó không xa, kỹ duyệt nhẹ giọng lầm bầm một câu. Sau khi thiếu nữ ăn no xong, kỹ tu nhiễm lần nữa không người cổng cô bé lên, ba người hướng về phương xa đi tới mỗi lần nghĩ đến ngày chính thức gặp kỹ tu nhiễm năm đó, nhiếp vô ưu sẽ không khỏi thất thần. Kỹ gia, hậu viên. Nhiều năm sau, thiếu niên và bé gái năm nào, đã sớm trở thành quá khứ. Nhiếp vô ưu nhìn chầm chầm kỹ tu nhiễm chuyên tâm học bài, không khỏi biểu môi, đại thánh nhân. Tới rồi. Kỹ tu nhiễm phục hồi lại tinh thần, đem sách trong tay buông xuống, nhìn về phía nhiếp vô ưu, khẽ mỉm cười. Trời má, sách thánh hiền thật sao, anh đây thật đúng là muốn làm thánh nhân nhiếp vô ưu trêu đùa kỹ tu nhiễm cũng không tức giận chẳng qua chỉ cười nói trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể chiêm ngưỡng trí tuệ của cổ nhân nhiếp vô ưu đến gần bên người kỹ tu nhiễm nói người nào không biết tu nhiễm ca ca của chúng ta dùng từ văn thao vũ lược cũng không đủ để hình dung trí tuệ của cổ nhân sợ rằng đã sắp không theo kịp tu nhiễm ca ca anh rồi vô ưu anh nghe nói gần đây em đang xây dựng một thế lực gọi là không sợ minh khóe miệng kỹ tu nhiễm mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân chuyện này anh cũng biết thiếu nữ hơi sững sờ sao vậy có anh chơi với em còn chưa đủ còn cần thêm không sợ minh à kỹ tu nhiễm đến gần cô bé một đôi mắt giống như là câu hồn đoạt phách nhiếp vô ưu nhìn chằm chằm đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao sáng ngời của chàng trai đôi con ngươi gần như câu hồn đoạt phách trong lúc nhất thời, cũng chẳng biết tại sao, nhịp tim có chút da tốc, mặt mũi ửng hồng. Người đàn ông này, sao lại đẹp mắt như vậy, quả thực là một lời nguyền. Chơi cái gì? Nhiếp vô ưu mau chóng thu hồi ánh mắt. Thấy vẻ mặt này của nhiếp vô ưu, kỹ tu nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn cứ như lúc còn bé, cưng chiều vuốt ve mái đầu của nhiếp vô ưu, đều có thể thỏa mãn em. Em đói rồi, vậy anh nấu cơm cho em đi nhíp vô ưu nói không biết kỹ tu nhiễm lắc đầu một cái nhíp vô ưu nhưng anh có thể học kỹ tu nhiễm cười một tiếng nhìn nhíp vô ưu theo anh đi đi đâu nhíp vô ưu hiếu kỳ hỏi phòng bếp kỹ tu nhiễm dứt lời xoay người đi về phía trước kỹ gia phòng bếp thiếu gia bên trong phòng bếp sau khi đám người làm bận rộn nhìn thấy kỹ tu nhiễm thần sắc kinh ngạc làm sao thiếu gia lại tới chỗ này vô ưu tiểu thư chợt mọi người hướng về nhiếp vô ưu sau lưng kỹ tu nhiễm chào hỏi thiếu gia đói không muốn ăn cái gì chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị kỹ tu nhiễm nói không cần đâu tất cả đi xuống đi vâng mặc dù chẳng biết tại sao nhưng đối với mệnh lệnh của kỹ tu nhiễm lại không một ai dám nghi ngờ hay trái lại. Rất nhanh, phòng bếp lớn như vậy, cũng chỉ còn lại mình kỹ tu nhiễm và nhiếp vô ưu hai người. Đợi sau khi mọi người rời đi, kỹ tu nhiễm lại ở trong phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Anh còn nhớ. Em thích ăn xương sườn non giấm đường sốt tiêu. Kỹ tu nhiễm nhìn về phía nhiếp vô ưu. Em thích ăn cái gì, anh cũng biết. Nhiếp vô ưu có chút ngạc nhiên kỷ tu nhiễm nhếch miệng mỉm cười cũng không nói thêm gì nhìn chàng trai lui cui ở bên trong nhà bếp chẳng hiểu tại sao không hề giống một yêu nghiệp kỹ gia uy chấn độc lập châu vô cùng nổi tiếng ở bên ngoài một chàng trai thậm chí sắp trở thành bậc đế vương thống thị toàn bộ hoàng triều thế lực ngầm dưới lòng đất lại không làm giá chút nào anh giống như chàng thanh niên nhà bên cực kỳ ấm áp giống như tia nắng mặt trời mùa xuân khiến cho người khác cảm thấy yên tâm vạn phần ở trên đời này. Chỉ cần có anh, chỉ cần anh ở đây, mọi thứ liền tốt. Từ đầu đến cuối, mong muốn của nàng, chỉ có anh. Tu nhiễm ca ca, anh sẽ không thật sự định xuống bếp đấy chứ. Nhiếp vô ưu nhìn chầm chầm kỹ tu nhiễm hỏi. Có gì mà không thể? Trong tay kỹ tu nhiễm cầm chiếc tạp về làm bếp, nhìn về phía nhiếp vô ưu. Anh chính là kỹ tu nhiễm, nếu như thật sự xuống bếp vì em, em sợ là em tiêu hóa không nổi thiếu nữ cười nói đương nhiên là có điều kiện nụ cười ấm áp như gió xuân kia của kỹ tu nhiễm khiến cho thiếu nữ như si như say điều kiện gì nhiếp vô ưu hỏi qua đây kỹ tu nhiễm nói theo bản năng nhiếp vô ưu hướng về kỹ tu nhiễm đi tới giúp anh đeo đi kỹ tu nhiễm đem tạp về làm bếp đưa cho nhiếp vô ưu em sẽ không giúp anh mặc đồ đâu nhiếp vô ưu nhìn kỹ tu nhiễm chầm chầm, cười đễu nói, nếu như là cởi ra, em còn có thể xem xét một chút. Được. Trên mặt kỹ tu nhiễm lộ ra một nụ cười vô hình. Ở trong mắt thiếu nữ, một nụ cười châm biếm này cũng không hề ôn nhu, mà tràn đầy tà mị. Thấy chàng trai từng bước một tiếng đến gần mình, thiếu nữ vốn đang chiếm cứ ưu thế và quyền chủ đạo, lại trong nháy mắt hoảng hồn, ánh mắt vậy mà lại không chỗ né tránh sau khi chàng trai đến gần chậm rãi nắm lấy bàn tay của cô gái vào thời điểm nhiếp vô ưu có chút không biết làm sao kỹ tu nhiễm lại đem tạp về làm bếp đưa cho nhiếp vô ưu ngoan nào giúp anh đeo vào ư ừ. nhà bất tri bất giác nhiếp vô ưu đã sớm đỏ mặt trải qua trận tỷ đấu mới rồi đã hoàn toàn thua trận chỉ có thể ngoan ngoãn đeo tạp về cho chàng trai bận rộn rất lâu kỹ tu nhiễm đem xương sườn non giấm đường đưa cho nhiếp vô ưu cùng với một chén cơm ăn thật ngon ăn thêm chút rau cải nhìn vẻ cưng chiều nơi đáy mắt chàng trai thiếu nữ chỉ cảm thấy thật giống như chính mình đã có cả thế giới từ phòng bếp trở lại hậu viên ánh nắng rực rỡ gió nhẹ thổi lất phất vô cùng dễ chịu kỹ tu nhiễm ngồi ở bên trong sân nhà tay nâng sách thánh hiền từ từ lật xem nhiếp vô ưu thì lại ngồi ở bên cạnh kỹ tu nhiễm thỉnh thoảng lại nhìn trộm chàng trai ở bên cạnh. Sách đẹp như vậy sao? Nhiếp vô ưu hỏi. Còn không bằng một phần vạn của em. Kỷ tu nhiễm thuận miệng trả lời. Còn không đợi thiếu nữ tiếp tục nói gì. Kỷ tu nhiễm buông sách xuống, không sợ minh, dường như cũng không thuận lợi. Nghe lời nói này, thiếu nữ lại có chút trầm ngâm. Quả thực, trở ngại mà không sợ minh phải đối mặt, thật sự là quá lớn hơn nữa chạm đến lợi ích của một số thế lực lão làng, có thể nói là sinh tồn trong kẻ hở. Không có gì, thật ra cũng rất thuận lợi. Cô gái mạnh mẽ nở một nụ cười. Ừm, thuận lợi là tốt rồi. Kỹ tu nhiễm khẽ gật đầu. Đợi sau khi nhiếp vô ưu rời đi. Khô cốt. Kỹ tu nhiễm hô. Kỹ tu nhiễm vừa dứt tiếng, một người đàn ông hình thể gầy gò xuất hiện. Kỹ tu nhiễm mắt không chớp nhìn chăm chú sách trong tay vừa lật xem ngoài miệng lại nói bất kỳ tồn tại có uy hiếp đối với không sợ minh toàn bộ xóa bỏ không chừa một món vâng một giây kế tiếp nam nhân rời đi thiếu gia kỷ duyệt nhìn về phía kỷ tu nhiễm bây giờ tình huống của chúng ta cũng không lạc quan cho lắm tàn quân đồng gia và chu gia đã liên hệ người lãnh đạo thế lực ngầm tiền nhiệm lý thuần bây giờ không thích hợp dính vào nhiều chuyện chỉ bất quá kỹ tu nhiễm lại không ngẩng đầu lên chẳng qua chỉ thờ ơ không đếm sĩ tới nói làm chuyện ngươi nên làm đi thiếu gia khi được rồi kỷ duyệt có chút bất đắc dĩ thiếu gia nhà mình chẳng lẽ đã điên rồi phải không trong khoảng thời gian gần đây là thời kỳ mấu chốt nhất của thiếu gia có thể hoàn toàn nắm được hoàng triều thế lực ngầm hay không phải xem khoảng thời gian này hơn nữa đồng Chu hai nhà, mắt long long đối với kỹ tu nhiễm. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước, trước tiên trừ khử kỹ tu nhiễm. Vậy mà thời khắc nước sôi lửa bỏng này, còn điều đám người khô cốt đi giúp cái tổ chức mới thành lập không sợ minh. Đêm khuya, tổng bộ của một thế lực lớn nào đó. Mấy vị cao tầng như gặp đại địch. Những người này lại có thể lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào tổng bộ, thành công tránh thoát mọi tai mắt, khiến bọn họ không có một chút tin tức nào đến tột cùng là làm sao làm được. Khô cốt sắc mặt âm trầm, đứng ở bên cạnh một chàng trai. Chàng trai khoác một chiếc áo khoác, tay đeo một chiếc găng tay bằng da thật. Ta nghe nói, các ngươi dùng kế, tổn thương Bạch Phong không sợ minh. Khóe miệng kỹ tu nhiễm mang theo một nụ cười châm biếm. Nhưng mà, lại làm người ta phát rét trong lòng. Khô cốt nhìn về phía ông chủ nhà mình, một nụ cười này, chính là đại biểu người đàn ông này, đang hiếm thấy nổi giận bạch phong một vị cao tầng nhất thời cười lạnh ta cho là ai thì ra là người của không sợ minh cho là đột nhập vào tổng bộ chúng ta thì có thể như thế nào nói cho các ngươi biết nơi này đã bố trí thiên la địa võng tất cả mọi người các ngươi đều phải chết thiên la địa võng của các ngươi đã sớm bị xử lý sạch sẽ nếu không chúng ta vào bằng cách nào một bên kỷ duyệt lạnh lùng nói cái gì Nghe tiếng, sắc mặt mấy vị cao tầng nhất thời biến đổi, đùa gì thế? Kỷ Hoàng, xử trí như thế nào? Khô Cốt hỏi. Kỷ Hoàng. Nhìn thấy xưng hô đối với chàng trai nọ, con ngươi của mọi người tại đây nhất thời co rụt lại. Bọn họ gọi người đàn ông này là Kỷ. Kỷ Hoàng. Kỷ Hoàng. Chẳng lẽ ngươi là Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Gia một vị cao tầng trong đám toàn thân rung lên không có khả năng làm sao kỷ tu nhiễm lại sẽ đi cùng không sợ minh dính dáng cùng con ả bạch phong đó chuyện này tuyệt đối không có khả năng kỷ tu nhiễm là người nào mặc dù rất ít lộ diện tại độc lập châu rất nhiều người chưa từng thấy qua bộ mặt thật của kỷ tu nhiễm nhưng từ rất sớm khi kỷ tu nhiễm vẫn là một thiếu niên hung danh của cậu ta cũng sớm đã vang dội khắp độc lập châu sau này tại độc lập châu xóa tên kỹ tu nhiễm lãnh đạm thờ ơ lên tiếng rất nhanh tổng bộ nơi này nổi lên lửa lớn rừng rực toàn bộ bị thiêu rụi trong biển lửa bất cứ tồn tại nào làm tổn thương nàng anh sẽ không tha thứ chỉ có khiến cho chúng biến mất không còn tồn tại chàng trai khoác áo khoác ngoài tựa như khí trời có chút lạnh anh đem áo khoác ngoài nhẹ nhàng che kín một chút chợt dẫn theo mọi người chậm rãi rời đi chưa từng quay đầu lại độc lập châu trời đông giá rét cắt thịt cả ngày tuyết lớn như như là lông ngỗng nhẹ bay lượng phiêu vũ trên không rơi xuống tổng bộ thế lực kỷ hoàng sân nhà sau núi chỉ thấy kỹ tu nhiễm mặc áo khoác ngoài mái tóc dài màu đen đã sớm tùy ý tung bay sau lưng giờ phút này chàng trai ngồi xuống tỉ mỉ chăm sóc cho những cây cải non tự tay mình trồng tu nhiễm ca ca anh đây là dự định giải giáp quy điền à? Quy ẩn giang hồ, về quê làm ruộng. Nhiếp vô ưu đang ngồi ở trong sân nhà, nhìn trên người kỹ tu nhiễm đã dính không ít mưa tuyết, nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng không hiểu, vì sao chàng trai phải trồng vườn rau cải này? Giải giáp quy điền sao? Kỹ tu nhiễm thoáng sững sờ, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Ừm, giải giáp quy điền. Nhiếp vô ưu cười nói. Sao vậy, đó là cuộc sống mà em mong muốn sao? Kỷ tu nhiễm nhìn về phía nhiếp vô ưu. Cuộc sống mà em mong muốn. Nhiếp vô ưu chống trầm trầm tư, một lát sau, nói, vài mẫu ruộng tốt, ba bữa cơm dưa muối, an nhiên đón mặt trời lặng. Thanh thanh thản thản. Kỷ tu nhiễm khẽ mỉm cười, bỏ được sao? Làm sao em lại không nỡ bỏ? Ngược lại là anh đấy, bỏ được sao? Nhiếp vô ưu hướng về kỹ tu nhiễm hỏi nghe câu hỏi này kỹ tu nhiễm sửng sốt một chút tương lai cũng có anh sao dĩ nhiên nhiếp vô ưu nhanh chóng tiến lên nắm lấy cánh tay của chàng trai bất kỳ người nào không có cũng không sao chỉ là không thể không có anh nhưng anh không bỏ được kỹ tu nhiễm lại lắc đầu một cái chàng trai vừa dứt tiếng niềm mong đợi nơi đáy mắt nhiếp vô ưu trong nháy mắt hóa thành tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được anh không nỡ bỏ để cho em phải ba bữa cơm dưa muối, không bằng thêm một phần xương sườn non giấm đường sốt tiêu, thấy thế nào? Kỷ tu nhiễm nhẹ giọng cười một tiếng. Nhíp vô ưu. Trời má, chàng trai này, xảy ra chuyện gì? Tu nhiễm ca ca, anh thật sự bỏ được sao, buông tha tất cả. Nhíp vô ưu có chút khó tin. Tại độc lập châu, anh giống như một hoàng giả quân lâm thiên hạ, cơ hồ có quyền thế đỉnh cao. Kỷ tu nhiễm lắc đầu một cái, chậm rãi đứng dậy. Đem áo khoác tròn lên người cô gái bên cạnh mình, không bỏ được, trừ phi dùng em để đổi. Thật sao? Nhiếp vô ưu đứng tại chỗ, nhìn cử động của chàng trai trước mặt, nhìn ngắm đôi mắt khiến cho người ta si mê, muốn cuộn tròn ngủ say bên trong đó, nội tâm đã sớm bị cảm giác ấm áp hòa tan. Em nói xem. Chàng trai dùng ngón tay điểm nhẹ chóp mũi nhiếp vô ưu một cái. Đi vào trước đi, có chút lạnh. Kỹ tu nhiễm xoay người, hái một cây rau non do chính tay mình trồng, đây là do chính anh trồng. Người bên cạnh làm anh không yên tâm. Sau này thường tới dùng cơm, những thứ này đều rất tươi ngon. Anh, trồng toàn bộ vì em. Nhíp vô ưu thần sắc kinh ngạc. Khóe miệng chàng trai khẽ mấp máy, đáy mắt hiện ra một nụ cười. Sau khi hái rau, chậm rãi tiến lên, nắm tay của cô gái, đi về phía phòng bếp. Bây giờ, tài nấu nướng của kỹ tu nhiễm, đã càng thêm tinh tế, sắc hương vị đều đủ, vô cùng ngon miệng. Đặc biệt là món sườn xào chua ngọt, nhíp vô ưu đã hận không thể ăn sạch cả một mâm. Chỉ bất quá, thiếu nữ lại không thích ăn chay, chỉ ăn thịt, trừ rau cải kỹ tu nhiễm trồng. Chạng vạn tối, đỉnh núi tổng bộ thế lực kỹ hoàng, từ nơi này nhìn xuống, huy hoàng khắp trốn, nhìn không sót một thứ gì. Chàng trai ngồi ở đỉnh núi thiếu nữ ngồi ở bên cạnh của chàng trai vì những thứ này anh đã nỗ lực thật lâu thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non đúng vậy bắt đầu từ khi còn thiếu niên đến nay còn chưa kết thúc kỹ tu nhiễm gật đầu hiện tại không sợ minh của em cũng rất lợi hại thật kỳ quái mấy thế lực trước đó chèn ép bọn em vậy mà hiện tại đều biến mất toàn bộ rồi nhiếp vô ưu nói vậy thì tốt rồi Kỷ Tu Nhiễm cười nói, cô, không phải là anh làm đấy chứ? Thiếu nữ nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, không phải. Chàng trai lắc đầu một cái, khả nghi. Nhiếp vô ưu chép chép miệng. Nếu như em thích, hết thảy những thứ này đều có thể là của em. Kỷ Tu Nhiễm nhìn phía dưới, nhẹ giọng cười nói, có thể là của em. Thiếu nữ cũng hướng về phía dưới quan sát thực sự nơi đây nhìn không khác gì một hoàng triều. Nhưng anh là kỹ hoàng, anh cam lòng đem hết thảy mọi thứ nhường cho em sao? Nhiếp vô ưu trêu ghẹo. Nếu như, em muốn làm nhiếp hoàng. Kỹ tu nhiễm đáp. Nhiếp hoàng. Nhiếp vô ưu liền vội vàng lắc đầu, thôi thôi, thật là khó nghe. Em làm bạch phong vẫn tốt hơn. Không cho thiếu nữ có cơ hội tiếp tục mở miệng, cánh tay của chàng trai dùng sức, một tay ôm lấy nhiếp vô ưu bên cạnh mình vào lòng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu nữ trong nháy mắt ngã vào trong ngực của chàng trai. Đợi nhiếp vô ưu phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt đã đỏ bừng. Nàng chưa bao giờ có loại cảm giác mặt đỏ tim nhảy như vậy. Mặc dù, cũng có rất nhiều chàng trai tướng mạo đẹp mắt, nhưng loại đặc biệt như kỹ tu nhiễm, không một ai có thể thay thế. Không nên quá khổ cực. Kỹ tu nhiễm nhẹ giọng nói anh mới khổ cực. Nhiếp vô ưu phản kích, đúng rồi, gần đây đồng gia và chu gia, và cả cái tên Lý Thuần bị anh đánh bại kia, truyền tin ra, muốn lấy mạng của anh. Anh biết chưa? Không biết. Kỷ tu nhiễm lắc đầu một cái. Hả? Không biết. Nhiếp vô ưu có chút sửng sốt, làm sao anh lại có thể không biết, quá nguy hiểm. Anh sẽ không quá để ý những lời nói vớ vẩn của đám A A cẩu. Kỷ tu nhiễm khẽ mỉm cười. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, biết không? Thiếu nữ mặt đầy lo âu. Từng. Kỷ tu nhiễm đáp. Sắc mặt của anh, cảm giác có vẻ không được tốt cho lắm. Thiếu nữ quan sát tỉ mỉ khuôn mặt kỹ tu nhiễm. Có thể là do trời giá rét, chúng ta trở về đi thôi. Kỹ tu nhiễm đứng dậy, vô cùng tự nhiên nắm tay của cô bé, chợt rời khỏi nơi này. Vài ngày sau. Tổng bộ thế lực Kỷ Hoàng, bên trong thư phòng. Kỷ Hoàng. Khô Cốt bước nhanh đến. Nói. Kỷ Tu Nhiễm nói, là chuyện liên quan đến Vô Ưu tiểu thư. Thần sắc Khô Cốt có chút do dự. Khô Cốt vừa dứt tiếng, chân mày chàng trai nhất thời nhíu lại, thế nào? Vô Ưu tiểu thư bị bị Chu gia, Đồng gia và cả đám người Lý Thuần gài bẫy. Bị bắt. Khô Cốt báo cáo đúng sự thật nghe tiếng, chàng trai từ trước đến giờ vốn luôn trầm tĩnh lạnh lùng, bỗng đứng bật dậy, trong mắt hiện ra hàng băng và hung ác chưa bao giờ có, trên trán nổi gân xanh. Tay anh, đặt ở trên bàn đọc sách, như là muốn để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng mà, chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn vang lên, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, bàn đọc sách đã nát bấy. Kỷ hoàng, khô cốt cực kỳ hoảng sợ. Đời này, lần đầu tiên hắn thấy ông chủ nhà mình gần như đã mất đi lý trí. Kỷ Hoàng cho tới bây giờ luôn giỏi bày mưu lập kế, chưa từng rơi vào trạng thái như hôm nay. Là ai? Để lộ ra ngoài. Chàng trai mặt không cảm xúc. Khô cốt có thể cảm nhận được, anh đang cố gắng áp chế giả thú sắp vượt ngục khỏi tù đầy nơi sâu xa trong nội tâm. Kỷ Hoàng, căn bản không một ai biết quan hệ giữa ngài và minh chủ không sợ minh bạch phong. Tôi nghĩ, hẳn là thời điểm vô ưu tiểu thư tới tổng bộ chúng ta bị người của chúng ta nhìn thấy sau đó không cẩn thận tiết lộ ra ngoài khô cốt vội vàng giải thích nhanh điều tra ra giết không tha chàng trai ra lệnh vâng không sợ minh bên kia tình hình như thế nào kỹ tu nhiễm tiếp tục hỏi người của không sợ minh cũng không biết vô ưu tiểu thư bị bắt chu gia đồng gia và cả lý thuần lần này đã bỏ ra vốn liếng rất lớn nói cách khác bọn họ cũng tổn thất nặng nề chết mười mấy vị cao tầng vô ưu tiểu thư đánh tới kiệt sức bởi vì đối phương quá hèn hạ số người cũng quá nhiều khô cốt nói vào giờ phút này chàng trai tỉnh táo đến đáng sợ nhưng khô cốt lại có thể cảm nhận được một bầu lệ khí đã không cách nào ác chế kia lấy ra kỷ tu nhiễm đưa tay về phía khô cốt kỷ hoàng lấy cái gì khô cốt đầy kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hiểu được tin tức lý thuần và hai nhà chu đồng chuyển đến cho ta chàng trai nói chuyện này lập tức chân mày khô cốt nhíu chặt lại kỷ hoàng làm sao biết vô ưu và bọn họ không thù không oán lý thuần bắt vô ưu còn không phải là buộc ta hiện thân nếu bọn họ thực hiện vô cùng bí mật, dĩ nhiên là sẽ chuyển đến cho ta bức thư chứa đầu mối. Nếu không, bọn họ trói vô ưu lại có ý nghĩa gì? Chàng trai phân tích. Kỷ hoàng. Nhưng mà. Khô cốt có chút do dự. Không nên để cho ta lặp lại lần thứ hai. Chàng trai đã đứng cạnh biên giới mất lý trí. Cuối cùng, khô cốt thở dài, đem bức thư đưa cho kỹ tu nhiễm. Sau khi xem thư xong, Kỷ tu nhiễm nói, bất luận người nào, đều không nên kinh cử vọng động, ta sẽ đến nơi hẹn. Cái gì? Khô cốt kinh hải đến biến sắc, cái gì? Đến nơi hẹn. Đây là cuộc hẹn đòi mạng đấy. Kỷ hoàng, ngàn vạn lần không thể. Bọn họ hao tốn sức chính trâu hai hổ bắt cóc vô ưu tiểu thư, chính là buộc ngài đi vào khuôn khổ. Nếu như ngài thật sự đi đến nơi hẹn, chắc chắn phải chết. Khô cốt vội vàng ngăn cản chỉ cần nàng không có việc gì ta không có gì hối tiếc chàng trai lẩm bẩm trong miệng đây là sai lầm duy nhất đời này của anh nhưng mà chỉ một lần lại tạo thành sai lầm lớn không cách nào vãn hồi không kỹ hoàng nếu như ngài đi ngài và vô ưu tiểu thư sợ rằng đều chỉ cần ngài không đi tạm thời vô ưu tiểu thư sẽ không nguy hiểm đến tính mạng dù sao mục tiêu của bọn chúng chỉ có ngài khô cốt nói. Không nên để cho ta lặp lại một lần nữa. Chàng trai lạnh lùng nói. Kỷ hoàng. Cúc. Khô cốt chỉ có thể cắn răng lui ra. Trong một mật thất nào đó. Toàn thân thiếu nữ đầy vết máu. Tay chân bị trói lại, tinh thần coi như không tệ, lạnh giá âm trầm chầm chầm nhìn mọi người tại đây. Chỉ là không biết, kỹ tu nhiễm, rốt cuộc có quan tâm tính mạng của ngươi hay không? gã đàn ông cao lớn nhìn nhiếp vô ưu, lạnh giọng nói: "A, à, nghe nói quan hệ giữa bạch phong và kỹ tu nhiễm không tệ. Coi như kỹ tu nhiễm không quan tâm mạng của cô ta, lần này chúng ta thừa cơ nuốt không sợ minh, cũng có thể giúp phát triển thế lực." gia chủ đồng gia nói: "Năm đó kỹ tu nhiễm bày bố sát hại con ta, lần này chắc chắn ta sẽ nghiền cốt hắn thành tro. Chỉ bằng các ngươi." Nhiếp vô ưu nhìn chầm chầm đám người Lý Thuần và Chu Gia Đồng Gia. Lạnh giọng cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, nếu như không có ngươi ở trong tay chúng ta, có lẽ thật đúng là chúng ta không biết tự lượng sức mình. Nhưng có ngươi, mọi chuyện đều đã khác. Lý Thuần liếc nhìn nhiếp vô ưu một cái. Ta! Nhiếp vô ưu lắc đầu một cái, xem ra, thật là khiến cho các ngươi thất vọng. Ta và kỹ tu nhiễm chẳng qua chỉ là quan hệ trên phương diện làm ăn. Đoạn thời gian gần đây, không sợ Minh và Kỷ Hoàng bên kia có chút hợp tác. Xem ra, các ngươi cũng chưa điều tra rõ đã tùy tiện hành động. Nhiếp vô ưu vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều sửng sốt thấy rõ. Kỷ tu nhiễm. Em không cho phép anh tới. Ngàn vạn lần đừng tới. Mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng nhiếp vô ưu đã nôn nóng vạn phần. Gia chủ, Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xông vào, kỹ tu nhiễm đến rồi. Thật sao? Ánh mắt gia chủ đồng gia sáng lên. Ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, chỉ có một mình hắn. Người đàn ông trung niên nói. Được, tốt vô cùng. Gia chủ chu gia đầy hưng phấn, con trai. Rốt cuộc cha có thể báo thù cho con rồi. Giờ phút này, nhiếp vô ưu sững sờ tại chỗ. Anh ấy, vậy mà lại tới anh ấy bị ngốc sao? Không biết đây là tình cảnh phải chết sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên. Người trung niên mở cửa phòng. Chàng trai khoác chiếc áo khoác ngoài, mặt không biểu cảm đứng ở trước cửa, có tiện để cho ta vào trong sao? Ha ha ha, Kỷ Hoàng, đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh, chúng ta đều đang chờ ngươi đây gia chủ đồng gia cười nói